nhìn cảnh hình ảnh người ta giật giả người ta nằm ngoài đường mẹ khổ lăn lóc như vậy con nít trẻ thơ mẹ thậm chí đẻ ở ngoài đường luôn rồi đi bộ về quê luôn đành đã cho ta một mùa xuân bao cách vòng nghe không đó không đó. đó đi về mẹ nó đi bộ đi bộ mà từ ảnh điếm túi mẹ người ta đi bộ mà từ bình dương mà đi về tới hà giang bắc giang rồi đi bộ lên tới Đắk năng đó nhìn đoạn người đi đó đàn đã cho ta một mùa xuân bao cát vọng đúng chưa <laughs> quý quý coi quý người ta đi bộ rồi bây giờ mấy này mấy này bây giờ nó cũng đứng nó dòm thôi chứ giờ làm gì giờ đúng chưa có phải mấy ảnh đạo đức giả không